Chị xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Kathy Trần Đi nhà vệ sinh ở chùa Vì con người chỉ biết thích đến chùa để ngao du ngắm cảnh, thích selfie chụp hình để đăng Facebook khoe khoang cho cả thế giới biết mình cũng có tâm linh Nhưng lại rất sợ những lời hù dọa Răng để cho chừa cái tận ở nơi tụ tập đông người mà không ý thức được sự vệ sinh cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người con người việt nam trong nước sống quá ích kỷ và vô ý thức cho nên mới có những cái tấm bảng nhắc nhở rất là lạ rất mắc cười tấm bảng có mở ngoặt đóng ngoặt chữ nghiệp tùy theo mỗi người nhận định ha tấm bảng này được chụp trong khu vệ sinh của chùa ba vàng thành phố uông bí tỉnh quảng ninh một đại diện của chùa xác nhận tấm bảng này được treo trong khu vệ sinh của chùa nói về lý do treo tấm bảng này vị đại diện của chùa cho rằng thực tế nhiều người khi đến đây còn thiếu ý thức nên khi đi vệ sinh đã vứt các rác giấy bao thuốc lá trong bồn cầu khiến bị tắc nghẽn và nhà chùa phải xử lý rất nhiều việc treo tấm bảng đó là thể hiện nhân quả cảnh báo phật tử trên chùa tài sản là của tam bảo mọi người cùng sử dụng nếu mình cố tình hay vô ý vứt rác vào bồn cầu khiến nó bị tắc nghẽn thì người sau sẽ không dùng được, bị bức bách, rất khổ, còn đi ra ngoài thì gây mất vệ sinh ảnh hưởng đến môi trường chung. Như thế, mình đã làm khổ người khác và các thầy sẽ lại phải thuê người xử lý. Việc này nhỏ thôi nhưng nếu xét ra nhân quả không có nhỏ, vị đại diện trên chia sẻ ông cho biết thêm ngoài tấm bảng này ở cây bồ đề trong chùa ba vàng còn có tấm bảng quý khách lưu ý không nên xâm phạm tránh sự rủi ro cho mình để khuyên rằng các phật tử không nên làm điều sai trái chùa ba vàng là nơi rất linh thiêng nên những gì cần thiết về nhân quả các thầy sẽ đưa lên cho phật tử tránh cái đó là tốt chứ không phải đe dọa ai cả trong kinh nhân quả cũng đã có nói điều này ở đây các thầy chỉ trích ra rồi đưa lên thêm chùa luôn quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường cũng như mở đường vào chùa để mọi Phật tử đến đây được dễ dàng và thu nhận cho mình những điều có ích. Vị đại diện nêu rõ. Thưa quý vị, tác giả Tạ Duy Anh thì viết rằng, ngộ. Một lần trong ngôi chùa cổ ở Bắc Ninh, tôi đang vãng cảnh thì thấy một bà kéo áo từ phía sau, giọng gắt gọng. Này, ra kia làm công đức nhà chùa đi chứ thấy tôi im lặng bà trừng mắt nhìn tôi rồi mới bỏ đi một lần khác tiễn người thân đến nghĩa trang thiên đức do phải trả tiền vé đường lâu vì tắc nghẽn tôi bị tụt lại khá xa với đoàn xe tang vì thế đổ xe xong là tôi lao về phía nhà tang lễ nhưng ngay lập tức tôi bị chặn lại bởi một phụ nữ có đeo thẻ yêu cầu tôi trả tiền phí đổ xe tôi bảo để lát nữa giờ tôi đang vội thì được trả lời kiên quyết rằng anh cứ cho xin tiền đã Tôi đành móc túi, thấy tan nát một cái gì đó từ nơi rất sâu trong cõi lòng. Mới đây nhất, tại một trạm dừng nghỉ ở trên cao tốc nội bài Lào Cai, tôi vào nhà vệ sinh cùng với hai người nước ngoài. Trước mắt chúng tôi là cái thùng đựng tiền ghi là từ thiện, nhưng luôn có một cái bà ngồi cạnh cạnh đó để mà canh. Thấy bất cứ ai cũng đều nhắc, bác, anh chị nhớ bỏ tiền nhé. Vì hôm đó có hai cậu Tây Nên bà ta liếng thoáng nghe. Money, money, money Thấy hai cậu Tây luống cuốn Tôi bảo là Cho người ta đái xong cái đã nào Tiện miệng tôi mới hỏi Hòm từ thiện thì để tùy tâm người ta Chứ sao lại bắt ép Bà ta đáp tỉnh khô Ghi thế cho nó văn minh Chứ đái ỉa là phải nôn tiền ra Tôi lại hỏi tiếp Nhà vệ sinh nằm trong tổng thể dự án cao tốc Chúng tôi đã trả phí đường Thì sao lại đòi thu cả phí đi vệ sinh Bà ta đáp, quan lớn các ông ăn rỗng cả kết nhà nước thì cũng phải nhè ra cho chúng tôi mấy đồng lẻ chứ. Tôi hỏi, bà thấy tôi giống quan lớn lắm à? Ông xong việc rồi thì đi đi, money, money. Cái bọn tay này cứ phải để nhắc thôi. Sau mỗi bận dính đến chuyện tiền bạc ở trên, tôi cứ buồn vô cớ. Từ bao giờ tiền lại ghê gớm với xã hội đến như thế? quan chức vơ tiền không biết mệt khi miệng thì nói về lòng hy sinh cho lý tưởng không biết mệt bao nhiêu cũng vẫn không đủ dù chính họ biết rõ chả có cách gì để họ tiêu hết một phần số tiền ấy cả rồi trí thức dung mạo đầy sang trọng cũng sẵn sàng phun nọc vào nhau chỉ vì cái phong bì đã thế mà cứ mở miệng ra là trọng nghĩa khinh tài tài là tiền nhé không phải là tài năng đâu Đấy là chưa kể gần thế kỷ này để cổ vũ tinh thần vô sản luôn là những chiến dịch khốc liệt chửi bới đồng tiền, gán cho chủ nghĩa tư bản mọi thứ xấu xa, trước hết vì bọn chúng đề cao tiền, làm nô lệ cho tiền bạc. Cho đến khi nhìn cảnh các sư cười như được lên niết bàn khi con nhan đệ tử cúng dường, thì bỗng như ngộ ra, không còn thấy giận, không thấy khinh ghét nữa, mà chỉ thấy thương đứt ruột. chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh tâm thức việt ttv hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau